Thật sự đối với cá nhân em thì em rất là lâu rồi em mới được trở về gia đình mình và gặp người thân, bố mẹ em và ông bà và tất cả mọi người. Cảm xúc của em nó rất là hạnh phúc và mình cảm giác là có sự gần gũi và sự bình yên khi trở về gia đình mình. Đã bao lâu rồi em chưa về nhà? Em cũng phải là 2 tháng rồi em chưa được về nhà. Em chỉ được nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại như là FaceTime. Em cảm nhận như nào về cái không khí đầm ấm hơn là của mọi người chào đón em ý trong ngày hôm nay? Thật sự thì gia đình em luôn dành tình cảm cho em rất là nhiều và khi được trở về nhà mọi người luôn thật sự là không có gì to lớn cả, nhưng mà đấy là cái tình cảm chân thành nhất mà mọi người dành đến em. Thế em thấy là bố mẹ có gầy đi không hay là có khác gì so với trước đây khi mà em ấy? Thật sự thì em nhìn được cái sự hạnh phúc trên gương mặt của bố mẹ em và em cảm thấy là có thể là bố mẹ hơi mệt mỏi về những ngày qua thì cũng chắc là cũng cổ vũ cho em. Chị muốn hỏi thêm là rất là nhiều cổ động viên ấy cũng rất là lo lắng cho sức khỏe của các cầu thủ ấy. Còn người hâm mộ ấy thì bản thân em chia sẻ gì về những cái ngày vừa qua, cái cảm xúc của em về những ngày vừa qua cũng như cái sức khỏe của em hiện tại có như vậy như thế nào? Chắc là khi đặt chân đến trước khi đá xong trận chung kết cảm thấy bọn em là hơi mệt mỏi, nhưng mà khi đặt chân đến sân bay Nội Bài thì thực chất là em được sự chào đón của tất cả mọi người dân Việt Nam thì cảm thấy là cũng rất là hạnh phúc, và cả trên một chuyến xe thì em cũng ăn mừng cùng cổ động viên và cảm thấy hạnh phúc và vui, không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Thế còn cơ là như các cầu thủ khác trong đội bóng của em thì về trong sự chào đón rất đông người, Tiến Dũng này hay là những cầu thủ khác thì em chọn cách về thật lễ này chia sẻ. Vì sao? Tại vì em thấy là chỉ cần về với gia đình em là em cảm thấy hạnh phúc rồi, và những cái đơn giản nhất, chân thành nhất là em được gặp một người thân của em, gia đình em và bố mẹ. Điều gì mà em sẽ làm khi mà dự định ở nhà, và em dự định ở nhà lâu không? Tất nhiên là em sẽ phải gặp người thân và được nói chuyện và tâm sự nhiều với bố mẹ em. Đợt này em nghỉ dài. Đợt này em nghỉ chắc là 3 ngày. Sau đó dự định của em sẽ như thế nào? Dự định của em là sẽ là tập trung vào câu lạc bộ và tập trung thi đấu V-League. Được chưa mọi người?